Rồi hơn buông cái gì à? Mình bốn chén ngò. Mình nhìn cái đó, cái lòng. Mà chết đi nè. Thôi tính áo thôi, tính áo thôi rồi. Chỗ vào bóng. Mà cái nào chỗ. Đô thơ, vào bóng cho bắt rồi. Rồi vậy, mì cọc bị. Mì cọc thở cọc. Trình chặt chói rồi. Hoa xô nè. Sli nhé, chắc bị chặt ra xuống. Thì bao giờ ngay muốn vậy rồi đây nó đang mấy tấn nào đó dịp cho tấn nào ăn việc bật phong xe đôi lỗ trứng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.